Câu hỏi số 6 của Vinh Đao Anh. Chị cho hỏi quan điểm của chị về cuộc thảm sát Thiên An Môn. Trung Quốc thì nói nó không có xảy ra. Tất cả mọi chứng cứ chỉ là ngụy biện để hạ uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên chống đối và có một số tư liệu nước ngoài thì có video, hình ảnh chứng minh, YouTube, Wikipedia, vân vân. Hỏi: theo chị, sự kiện này là có thật hay không? Nếu có thật, thì chị nhận xét gì về những người dân nói chung và sinh viên Trung Quốc nói riêng? Họ là những người có tri thức, đủ tuổi công dân, nên không thể nói là họ bị dụ dỗ lôi kéo để đi biểu tình đòi dân chủ. Theo chị, Trung Quốc có dân chủ hay không mà sinh viên phải đi đòi quyền dân chủ? Những người sinh viên trẻ tuổi này, họ có thực sự biết dân chủ là gì không? Lưu ý là họ đã vào đại học thì họ đã học rất thuộc, hiểu chủ nghĩa Mác Lê phiên bản Mao rồi. Trả lời: sự kiện Thiên An Môn là có thật. Những tranh cãi chỉ là có thảm sát hay không, đặc biệt là về số người chết. Và vì thế, chỉ những người có chủ ý mới gọi là thảm sát, những người khách quan gọi đó là sự kiện. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Các sinh viên đã phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng cái chết của ông có liên quan đến việc ông từ chức. Đó là động lực ban đầu cho sinh viên tập hợp lại với số lượng lớn và những yêu sách cũng tăng lên, thay đổi so với mục tiêu ban đầu. Có thể thấy lại kịch bản này qua sự kiện ô vàng ở Hồng Kông thời gian gần đây. Những sự kiện ban đầu chỉ là cái cớ để phát động biểu tình, dẫn đến bạo động mới là mục đích của người đứng sau. Dân chủ còn phụ thuộc vào quan điểm góc nhìn của mỗi người. Gần 100 triệu nhân dân Việt Nam, hiện có vài nghìn người thấy thiếu dân chủ và họ cũng đấu tranh vì cái dân chủ của họ. Còn dân chúng thì đa phần thấy hài lòng. Những người đấu tranh đòi dân chủ ở Trung Quốc chắc cũng vậy. Hỏi: những người lính họ thực thi lệnh cấp trên dùng xe tăng, súng để bắn vào những người biểu tình như vậy là đúng hay sai? Nếu họ không hành động là họ phản bội lý tưởng của Đảng đã trang bị cho lý trí của họ là phải bảo vệ trung thành với Đảng, vân vân. Nếu họ không hành động thì biểu tình lan rộng, chính quyền độc tài sụp đổ là tất yếu trong một thời gian không xa. Trả lời: cho đến nay, Trung Quốc vẫn chỉ thừa nhận có chuyện giải tán biểu tình chứ không có việc đàn áp hay thảm sát. Làm sao chúng ta kết luận có hay không việc họ bắn vào đoàn biểu tình để phân xử đúng hay sai? Với một nước láng giềng, càng không nên bày tỏ quan điểm hay nhận xét về công việc nội bộ của họ khi không liên quan đến mình. Hỏi: ở Việt Nam, hiện tượng đó chưa xảy ra và không ai có thể dám chắc là nó sẽ không bao giờ xảy ra vì không ai có thể biết trước được tương lai cả, chỉ trừ cái chết mà thôi. Nhìn người lại nghĩ tới ta. Chị hãy cho các bạn trẻ đã từng, đang, sắp là tương lai của đất nước một lời khuyên chân thành. Trả lời: nếu có thể cho lời khuyên thì Win Win Việt Nam dành cho các bạn 5 chữ: hãy bình tĩnh mà sống. Vì sao phải bình tĩnh? Chỉ có bình tĩnh mới không bị rơi vào cái bẫy tự do, dân chủ, nhân quyền, giả hiệu được trưng bày khắp nơi. Không bị đầu độc bởi những tình yêu cây, yêu cá, yêu chó, đầu độc cuộc sống đang có mà không ít quốc gia trên thế giới mơ ước. Hỏi: với những bạn sinh viên, người biểu tình, vân vân, là tri thức trẻ tương lai của đất nước, ngoài việc lo học tích lũy kiến thức, họ nên làm gì trước thực trạng, lời tuyên truyền của các thế lực chống phá chính quyền? Họ đánh vào điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của tuổi trẻ. Đó là sự muốn tự do, cái lạ, cái mới như người ta, vân vân. Họ nên làm gì để đạt được lý tưởng của mình mà không bị chết trước những viên đạn mang lý tưởng của người khác? Trả lời: như bạn đã nêu, đó là những người trưởng thành, có học thức, kiến thức, được nghiên cứu về triết học. Để trở thành người có ích cho đất nước thì trước tiên họ phải có đủ bản lĩnh để sống có ích cho chính cuộc đời của họ. Họ phải là lực lượng tiên phong mang trí thức để xây dựng xã hội chứ không phải đối tượng để chịu sự bảo lãnh của xã hội.
hỏi: với những người trẻ đã, sắp mang trên mình bộ quân phục công an, quân đội và được trang bị một lý tưởng cao cả là bảo vệ đảng cũng là bảo vệ đất nước, họ nên làm gì trong hoàn cảnh đó để dĩ hòa nếu trước mũi súng của họ không phải là kẻ thù có vũ trang mà là người dân tay không tấc sắt với ý chí mang lại dân chủ cho đất nước? Nếu họ siết cò súng là họ chấp hành tốt mệnh lệnh, là yêu nước, là bảo vệ đảng, lý tưởng được dạy dỗ. Nếu họ không làm thì họ chống lại lệnh cấp trên, coi như họ đã phản bội đất nước và đồng tình với những kẻ chiến đấu vì dân chủ. Họ nên làm gì để những viên đạn mang theo lý tưởng không giết chết đồng bào của mình, sau này họ không phải hối hận như những người lính Trung Quốc đã từng làm? Trả lời: chưa bao giờ có tình huống trước mũi súng của quân đội hay công an Việt Nam lại là những người dân tay không tấc sắt. Đó là sự thật. Bạn thử tìm hiểu xem có đúng không? Câu chuyện Thiên An Môn vừa bí ẩn vừa mâu thuẫn, cho nên đừng lấy làm ví dụ. Vì như thế là mình mặc định thảm sát là có thật. Để Hải Yến lấy cho bạn một dẫn chứng rõ ràng, không tranh cãi và rất gần đây. Cảnh sát Mỹ đè chết một người da màu và cuộc biểu tình kiêm bạo loạn đã diễn ra khắp nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ đang là nóc nhà thế giới, là mơ ước của nhiều người, nhiều nước. Cho nên, chúng ta nên học tập họ. Cảnh sát thì học cảnh sát, sinh viên thì học sinh viên. Chỉ nhắc các bạn trẻ, đừng tham gia vào các cuộc bạo lực có vũ khí. Nước Mỹ chỉ chứa dân chủ thôi, dân chủ quậy hay dân chủ đá cũng được. Nhưng đừng có bạo lực, có bạo lực là không nước nào dám chứa đâu, thật đấy. Xin lỗi vì câu hỏi nào cũng dài, chiếm thời gian của các bạn khác, nhưng vẫn ráng một dòng để cảm ơn chị. Trả lời: câu hỏi của bạn dài nhưng nội dung ngắn. Nó thực ra là mượn diễn đàn của Win Win Việt Nam và giọng đọc của Hải Yến để phát đi những điều bạn muốn tuyên truyền dưới dạng những câu hỏi. Cảm ơn bạn.